đâu ngoài này cái thì thế này thế thì rồi quay em ạ. Báo chọn là chọn cái thấp thì thằng Izit nó chuyển đâu cung này. Rét rét ở bên này nó động cái nút rét ở đây này.
Con chó đầu tiên của cái phi trường. Khi mà đi theo chủ đó, trong phần có dây không dây thì con chó cần phải đi vui vẻ hơn. Và thứ hai là con chó cần phải tiếp xúc với chủ nhiều hơn và nó phải chú ý vào chủ nhiều hơn. Khi mà mình thay đổi hướng đi á thì con chó đôi khi nó bị mất xu hướng, con chó mình kết nối mình tốt hơn hết. Cái phần này á là vừa được khi mà cái phần mà ngồi đi theo ngồi lại thì con chó mình phải ngồi nhanh hơn. Khi mà mình đi ra thì con chó phải chú ý vào mình nhiều hơn. Cái bài đánh giá là tốt. Cái phần nằm gọi lại thì có một cái cú chung giúp đỡ khi con chó nằm xuống và con chó này chạy lại rất là tốt. Con chó thì bước thẳng và khi mà nó đi về vị trí căn bản là cũng rất là tốt. Cái bài này chắc là rất tốt. Cái phần mặt nằm là chờ chủ đó. Cái lúc đầu tiên là mình phải giúp con chó rất là nhiều để con chó có thể nằm xuống. Nhưng mà sau đó thì con chó nằm chờ tốt. Bài này mình đánh giá là tốt. Con chó này là dễ cái phần này. Con chó thứ hai là Nguyễn Tiến Dũng, cái con chó Fancy. Rồi con chó này được đánh giá là thể hiện bài thi rất là tốt. Con chó đi ra thì nó có vẻ chồm lên phía trước một tí xíu. Nhưng mà con chó này được đánh giá là khi nó đi theo rất là vui vẻ, rất là tốt. Con chó này không cần giúp đỡ gì hết, nó tự nó làm rất là tốt. Thì có cái tai nạn xảy ra trong cái nhóm của cái đó là bình thường. Đôi khi con phần đi theo có dây không dây có đều làm giống nhau hết. Phần này hai phần này thì đánh giá là rất tốt. Trong cái phần ngồi khi là một đúng vị trí căn bản, con chó ngồi rất là chắc khi mà mình đi ra xa. Cái bài được đánh giá là xuất sắc. Phần nằm gọi lại, con chó nằm xuống rất nhanh và chạy lại cũng rất nhanh. Nếu mà đằng trước ngồi thẳng một tí nữa thì đẹp. Con chó này được đánh giá là rất tốt và gần như là xuất sắc. Phần ngồi, phần nằm chờ chủ đó thì con chó này nằm xuống rất nhanh và nằm chờ rất là tốt. Bài này là xuất sắc và con chó này đã đạt cái hạng rất là tốt hôm nay.